Chiến thần hắc ám. Chương 301, một con đường sống. Lời của Huỳnh Nhân khiến cho Mã Bách Điền và Mã Khả Phong phải mở to hai mắt nhìn. Mã Bách Điền là bởi vì rốt cuộc đã tới thời khắc báo thù, trong lòng cảm thán. Mã Khả Phong thì là vì hoảng sợ tột cùng, đặc biệt nghĩ đến cuộc sống sinh hoạt chỉ có chân sau này, anh ta cảm thấy đau đớn muốn chết. Thình thịch, anh ta trực tiếp quỳ xuống, quỳ đi đến phía trước Hàn Thiên Chính, giọng nói run rẩy. Lão Hàn, cứu tôi với, tôi sai rồi, tôi thật sự biết sai rồi. Tuy Hàn Thiên Chính không đành lòng, nhưng nghĩ đến vị trí của mình, vẫn lạnh lùng nói. Tôi không cứu được cậu. Lão Hàn, chắc chắn ông có thể cứu được tôi, ông nhẫn tâm nhìn tôi về sau phải sống với một chân à. Mã Khả Phong sợ hãi chết khiếp, thậm chí ôm lấy chân Hàn Thiên Chính. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Ở trong mắt anh ta, Hàn Thiên Chính là cứu tinh duy nhất của mình. Nhưng mà, Hàn Thiên Chính lại đá văng anh ta ra. Cút đi. Rồi sau đó nhìn về phía Huỳnh Nhân. Việc này không liên quan đến tôi, trách nhiệm của tôi dừng ở đây. Nói xong, không lưu luyến xoay người đi. Huỳnh Nhân không ngăn cản, ưu tiên bảo toàn lợi ích của mình, đây là chuyện bình thường. Hàn Thiên Chính cũng không thật sự sợ Huỳnh Nhân, mà là ông ta không xác định được Huỳnh Nhân có đủ thực lực và địa vị để dao động được địa vị của ông ta hay không. Thậm chí Huỳnh Nhân còn có thể đoán trước được Hàn Thiên Chính đi rồi, chắc chắn sẽ cho người điều tra mình. Huỳnh Nhân đoán không sai, Hàn Thiên Chính đi ra khỏi tập đoàn Cự Phong, chuyện đầu tiên làm là lấy di động ra, gọi một cuộc điện thoại. Giúp tôi điều tra một người tên Huỳnh Nhân, xem thế lực sau lưng cậu ta rốt cuộc là gì. Giọng nói của ông ta lạnh băng đến cực độ, thậm chí mang theo chút sát ý. Bởi vì ông ta biết rõ, vì Huỳnh Nhân, quan hệ mấy năm nay ông ta khổ cực tạo dựng với nhà họ Mã đã hoàn toàn hóa thành bọt nước. Toàn bộ tiền bạc và sức lực đầu tư cũng bỏ đi, chuyện này làm cho ông ta tức giận vô cùng. Huỳnh Nhân, nếu bị tôi điều tra được cậu chỉ là một người bình thường, vậy tôi chắc chắn sẽ khiến cậu sống không bằng chết. Giọng nói ông ta trầm thấp. Bên kia, văn phòng của tập đoàn Cự Phong, bây giờ chỉ còn lại ba người Huỳnh Nhân, Mã Bách Điền, cùng với Mã Khả Phong. Chẳng qua, giờ phút này anh ta không còn oai phong như trước, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, bởi vì sợ hãi mà cơ thể run rẩy không ngừng. Vốn toàn bộ vệ sĩ nhà họ Hồ anh ta trông cậy vào đều được cho lui, ngay cả người duy nhất có thể cứu anh ta, Hàn Thiên Chính, cũng vứt bỏ anh ta rời đi, lúc này, anh ta mới hiểu mình chạy không thoát. Anh ta quỳ xuống dập đầu thật mạnh với Huỳnh Nhân, giọng nói sợ hãi. Ngài Huỳnh, tôi biết sai rồi, cầu xin ngài, đại nhân đại lượng, đừng đánh gãy chân của tôi. Mã Bách Điền và Thiên Việt Bân giật mình, không nghĩ tới Mã Khả Phong vì bên chân của mình mà có thể dập đầu. Nhưng Huỳnh Nhân vẫn không lung lay, giọng điệu lạnh nhạt mở miệng. Lúc đánh cuộc với tôi sao không nghĩ tới lúc anh sẽ thua, trước kia gia tộc của anh đuổi tận giết tuyệt Mã Bách Điền, một nhà mấy người cũng tham dự đúng không? Mã Khả Phong lập tức run rẩy, trước đó anh ra còn không xác định được có phải Huỳnh Nhân đang báo thù cho Mã Bách Điền hay không, bây giờ anh ta 100% xác định, ánh mắt lập tức trở nên tuyệt vọng. Bởi vì, không chỉ có nhà anh ta bỏ đá xuống giếng với Mã Bách Điền, mà tất cả mọi người nhà họ Mã đều tham gia. Đối với kẻ thất bại, nhà họ Mã không thương tiếc, ở nhà họ Mã, không có năng lực, địa vị còn không bằng gia súc gia cầm. Vậy thì đúng rồi. Huỳnh Nhân bình tĩnh, từ phản ứng của Mã Bách Điền, anh biết mình đoán đúng rồi. Gậy ông đập lưng ông, năm đó nhà họ Mã các người đối xử với anh ấy như thế nào, anh ấy sẽ trả thù lại, anh là người đầu tiên. Mã Khả Phong càng thêm run rẩy, liên tục dập đầu. Ngài Huỳnh tha mạng, ngài Huỳnh tha mạng. Đáng tiếc Huỳnh Nhân vẫn lạnh nhạt. Người anh nên dập đầu, không phải tôi. Mã Khả Phong phản ứng lại, quay sang dập đầu với Mã Bách Điền. Anh họ, cầu xin anh tha thứ em. Anh ta đỏ mắt giọng nói khàn khàn. Em xin lỗi vì những chuyện anh gặp phải, ra tay với anh em thấy rất áy náy, nhưng đây là mệnh lệnh của gia tộc, không phải là em có thể cãi lời. Nếu không ra tay với kẻ thất bại, thì sẽ bị gia tộc nhận định vì đồng loại. Cũng sẽ bị bắt nạt làm nhục, em không có cách nào khác. Mã Bách Điền im lặng, sắc mặt do dự. Mã Khả Phong thấy thế, tiếp tục nói. Em biết anh hận chúng em, nhưng anh không thể đẩy hết oán hận của mọi người lên một mình em được. Anh ta quỳ gối trước mặt Mã Bách Điền, như thế nào cũng không chịu đứng lên. Lão Mã, đừng tin lời cậu ta nói. Thiên Việt Bân cười lạnh một tiếng, nhắc nhở.
Loại người này là như vậy, lúc bắt nạt người khác chưa bao giờ nghĩ tới chính mình cũng sẽ có một ngày như vậy, ngày đó thật sự đến rồi lại mặt dày xin tha, điển hình của loại nhát gan. Huỳnh Nhân cũng đồng ý với Thiên Việt Bân, nhưng không biểu hiện ra ngoài, vẻ mặt bình tĩnh nhìn anh ta. Tôi chỉ là cho anh một cơ hội báo thù, cụ thể muốn trừng phạt anh ta như thế nào, tôi tôn trọng quyết định của anh. Cảm ơn. Mã Bách Điền cảm ơn một câu, sau đó rơi vào im lặng, trong đầu nhớ tới quá khứ. Nghĩ tới khi anh ta bị bắt nạt, cũng nghĩ đến gương mặt lạnh lùng của người lớn trong nhà. Không có chút ấm áp nào, có, cũng chỉ là quá khứ. Đúng vậy, anh ta thật sự căm hận nhà họ Mã, vợ của anh ta vì nhà họ Mã mà chết, con gái của anh ta cũng vì nhà họ Mã mà thất lạc, nhưng nhà họ Mã cũng cho anh ta sinh mệnh, nuôi nấng anh ta lớn lên. Phần ân tình này cũng không thể vứt bỏ. Nghĩ vậy, trong lòng anh ta đã có đáp án. Cậu đi đi. Mã Bách Điền nhẹ nhàng thở dài, nói ra ba chữ. Mã Khả Phong lập tức vui sướng. Cảm ơn anh họ, cảm ơn anh họ. Nói xong, lập tức luống cuống tay chân bò dậy, nhanh chóng rời đi nơi này. Lão Mã, anh ngớ ngẩn rồi. Vẻ mặt Thiên Việt Bân hận sắt không thành thép, cắn răng nói. Nhân từ nương tay, anh sẽ không sợ lần này thả anh ta lại đến trả thù anh à. Tôi không sợ. Mã Bách Điền lắc đầu, rồi sau đó lại áy náy nhìn về phía Huỳnh Nhân. Thật xin lỗi, ngài Huỳnh, phụ sự kỳ vọng của ngài rồi. Huỳnh Nhân lắc đầu, vẻ mặt bình tĩnh, cũng không để ở trong lòng. Không cần phải xin lỗi, tôi nói để anh ta cho anh xử lý mà. Cảm ơn ngài Huỳnh. Mã Bách Điền lại lần nữa khom lưng, vừa rồi anh ta còn lo lắng Huỳnh Nhân sẽ bởi vì anh ta thả chạy Mã Khả Phong mà tức giận. Từ giờ trở đi, anh chính là người cầm quyền của tập đoàn Cự Phong, toàn bộ sự vụ đều từ anh xử lý. Huỳnh Nhân mệnh lệnh nói. Vâng. Mã Bách Điền vội vàng lên tiếng, biết Huỳnh Nhân không muốn xuất đầu lộ diện, hơn nữa, người nhà của anh ở Minh Châu, không có khả năng đảm nhiệm chức chủ tịch của tập đoàn Cự Phong. Huỳnh Nhân vừa lòng gật đầu, rồi sau đó đi ra văn phòng, đi thôi, đi gặp con gái của anh. Bên kia, Mã Khả Phong lang đi ra khỏi tòa cao ốc Cự Phong, khuôn mặt kinh hoàng nháy mắt trở nên dữ tợn. Mã Bách Điền, Huỳnh Nhân, việc này không thể cứ như vậy được, tôi chắc chắn sẽ làm các người hối hận. Chương 302, giết Liễu Nham. Sau khi đến Yên Lăng, dưới sự dẫn dắt của Huỳnh Nhân, Mã Bách Điền lái xe quẹo vào một cái hẻm nhỏ. Đóng cửa xe, anh ta đánh giá hoàn cảnh xung quanh. Đây là nơi ở của con bé. Vốn dĩ em ấy không ở nơi này, nhưng đứa con trai của ba nuôi em ấy là tên nghiện bạc, chơi thua cả khế đất trong nhà, cho nên chỉ có thể quay lại quê sống. Huỳnh Nhân ở phía sau nói. Vì trả nợ, thậm chí em ấy còn không đại học. Vậy ư? Vẻ mặt Mã Bách Điền có chút phức tạp, ngày tháng không có anh ta, con gái mình lại phải vất vả như vậy. Huỳnh Nhân đã đi tới. Lát nữa thấy em ấy đừng biểu hiện quá kích động. Mã Bách Điền sao lại không rõ ý của những lời này, nhếch miệng cười. Yên tâm đi, ngài Huỳnh, tôi hiểu mà. Huỳnh Nhân lên tiếng. Vậy là tốt rồi. Nói xong, đến trước nhà bác Quách, nhẹ nhàng gõ cửa. Bác Quách, Từ Huệ, là cháu, Huỳnh Nhân đây. Đến đây. Trong phòng truyền ra giọng nói thanh thúy, rất nhanh cửa được mở, lộ ra một khuôn mặt nhỏ xinh đẹp, đúng là Từ Huệ. Trong khoảnh khắc thấy Huỳnh Nhân, cô ấy lộ ra nụ cười tươi. Anh Huỳnh Nhân, muộn như vậy rồi, có làm phiền đến mọi người không? Huỳnh Nhân khó được nở nụ cười. Không có đâu, chỉ cần là anh Huỳnh Nhân, muộn thế nào cũng không sao. Từ Huệ có vẻ rất vui, vội vàng mời Huỳnh Nhân vào, chính mình thì chạy vào trong phòng, vui vẻ kêu lên. Ba, anh Huỳnh Nhân tới. Phía sau Mã Bách Điền ngây ra nhìn bóng dáng Từ Huệ, nhìn một lúc, đôi mắt anh ta đỏ lên. Thế nào, có phải con gái của anh không? Huỳnh Nhân cũng thu hồi tầm mắt, hỏi. Hốc mắt Mã Bách Điền ướt át, nức nở nói. Quả thực giống nhau như đúc, là con bé. Nói xong, bỗng nhiên thẳng sống lưng, khom người thật sâu với Huỳnh Nhân, gằn giọng nói. Ngài Huỳnh, con gái của tôi được ngài chăm sóc trong những năm qua rồi. Ở giây phút nhìn thấy Từ Huệ, tình cảm Mã Bách Điền áp xuống trong lòng như sóng thần vọt tới, cho dù chỉ nhìn từ xa một cái, biết được Tô Hạ không có việc gì anh ta cũng yên tâm rồi. Khom lưng xong, anh ta xoay người sang chỗ khác, định rời đi. Anh đi đâu vậy? Trong lúc Mã Bách Điền khom lưng, Huỳnh Nhân không nói lời nào, đến khi anh ta muốn rời khỏi, anh mới thản nhiên lên tiếng.
Cơ thể Mã Bách Điền run lên, không quay đầu lại, chỉ là trầm giọng nói. Ngài huynh, ngài nói rất đúng, cuộc sống bây giờ của con bé rất yên bình, gia đình hòa thuận, tôi không nên đi quấy rầy con bé, chỉ cần biết được con bé không có việc gì là tôi cảm thấy mãn nguyện rồi. Không phải không muốn gặp, mà là không dám gặp đúng không? Huynh nhân thình lình mở miệng, ánh mắt trở nên bình thản. Ở nơi không ai nhìn thấy, cả người Mã Bách Điền run lên, mở to hai mắt nhìn, ánh mắt trốn tránh. Lời nói của huynh nhân giống như một con dao sắc bén, mạnh mẽ rạch nát lớp ngụy trang của anh ta. Anh sợ hãi anh không khống chế không được chính mình, hay là sợ hãi sau khi bị em ấy nhận ra sẽ oán hận anh. Giọng nói bình tĩnh của huynh nhân lại lần nữa truyền đến, Mã Bách Điền nghe được cơ thể càng thêm run rẩy. Huynh tiên sinh, nếu không, hay hôm nay thôi đi. Anh ta đấu tranh rất lâu mới quay đầu lại nói với huynh nhân. Gần tình thân lại sợ, sợ cái gì? Sợ không dám đối mặt người kia, còn có vết sẹo trong lòng không thể bước qua. Nhưng huynh nhân lại nhẹ nhàng vỗ bờ vai của anh ta. Anh cảm thấy, anh còn có đường lui à? Anh có đi hay không, không phải do anh quyết định. Lời này vừa nói ra, cơ thể anh ta cứng đờ một chút, quay đầu lại nhìn lại, chỉ thấy phía sau huynh nhân, Bác Lương và Từ Huệ đều đi ra, kinh ngạc nhìn Mã Bách Điền. Đặc biệt là Từ Huệ, đứng ở phía sau huynh nhân, tò mò đánh giá anh ta. Chú là bạn của anh huynh nhân à, tại sao không vào đi? Nói xong, cô ấy chú ý tới trang phục trên người Mã Bách Điền. Bộ tây trang quý báu mấy chục vạn, đồng hồ của thương hiệu nổi tiếng trên cổ tay, cùng với khí thế của người đứng đầu toát ra, không thứ gì không thể hiện anh ta là một người giàu có thành công. Vì thế, trên mặt cô ấy có chút xấu hổ. Nhà tôi không có gì đáng giá cả, không tiếp đón tối mọi người, rất xin lỗi. Con nhà nghèo sớm gánh vác gia đình, cô ấy đã nhìn ra Mã Bách Điền và bọn họ không phải người cùng một thế giới, phản ứng đầu tiên là tự ti. Sắc mặt Mã Bách Điền thay đổi, vội vàng giải thích. Không phải, con đừng hiểu lầm, không phải bởi vì chuyện này tôi mới không tiến vào, là do. Sau đó Mã Bách Điền không nói thêm gì nữa. Anh ta chỉ khẩn trương nhìn Từ Huệ, sợ bị Từ Huệ chán ghét, anh ta trực tiếp tháo đồng hồ trên tay xuống, cởi ra áo khoác ngoài quý báu, sau đó mới thật cẩn thận hỏi. Như vậy có đỡ hơn không? Chú làm gì vậy? Tô Hạ mở to hai mắt nhìn, không thể tưởng tượng nhìn Mã Bách Điền, cô ấy chỉ nói suy nghĩ trong lòng mình, người này, vì đón ý nói hùa cô, vậy mà ném tất cả đồ vật quý báu trên người đi. Tôi! Mã Bách Điền bỗng nhiên có chút ấp úng. Nghẹn lúc lâu, mới nói ra một câu. Tôi sợ cháu xa cách tôi. Thấy Mã Bách Điền, một người chưa từng gặp mặt, có thể vì Từ Huệ làm được đến như vậy, Bác Quách như là hiểu ra gì đó, đi đến trước mặt huynh nhân, dùng giọng chỉ có hai người mới nghe được hỏi. Cháu tìm được ba ruột của Tiểu Hạ rồi. Huynh nhân chần chờ gật đầu, sợ Bác Quách sẽ bởi vậy mà thương tâm. Nào biết, trên mặt Bác Quách lại có vẻ vui mừng, trong ánh mắt toát ra niềm vui sướng, đây là chuyện tốt. Ba của Tiểu Hạ là người như thế nào? Ông ta lo lắng ba của Từ Huệ là loại người có tiền án người, huynh nhân yên tâm, cười nói. Anh ấy là nhà giàu số 1 Minh Châu, Mã Bách Điền. Nhà giàu số 1 Minh Châu. Bác Quách lập tức mở to hai mắt nhìn, không thể tin được, lẩm bẩm tự nói. Tiểu Hạ vậy mà lại là con gái của nhà giàu số 1. Cuối cùng Mã Bách Điền vẫn vào trong, Từ Huệ rất có lễ phép mà đưa cho hắn một ly trà. Trong lúc rót trà bỗng nhiên phì cười ra tiếng. Mã Bách Điền sững sờ một chút. Cháu cười cái gì? À, xin lỗi, chỉ là cháu cảm thấy chú rất thú vị. Từ Huệ vội vàng ngừng cười. Hơn nữa, cháu cảm thấy chú rất quen thuộc. Vẻ mặt Mã Bách Điền kích động, nhưng nghĩ đến lời huynh nhân nói, vẫn nghẹn xuống phần xúc động này, gãi đầu. Phải không? Huynh nhân và Bác Quách cũng cố ý tạo không gian riêng cho Mã Bách Điền và Từ Huệ, thường xuyên qua lại. Hai người trò chuyện với nhau rất vui. Mã Bách Điền cũng không giấu giếm thân phận nhà giàu số 1 của mình, lấy danh nghĩa cá nhân chi trả toàn bộ học phí của Tô Hạ, nếu không phải Bác Quách ngăn cản, ngay cả nhà, xe cũng muốn tặng. Mã Bách Điền không ở lâu, rất nhanh đã rời đi, anh ta sợ sẽ không khống chế được cảm xúc của mình. Huynh nhân đi một chuyến đến nhà họ Liễu, nói tin tức tốt này cho Liễu Nham. Sau khi được tin tức này, Liễu Nham cũng là rất vui sướng. Từ sâu trong lòng cảm thấy mừng cho Từ Huệ. Tất cả như đang phát triển theo hướng tốt. Huynh nhân đứng dậy rời đi, cửa phòng của nghị viện nhà họ Liễu lén lút hé mở, hắt lên ảnh ngược một khuôn mặt tái nhợt oán độc tới tận cùng của một người phụ nữ.
Đó là Liên Thúy Na. Chăm chú nhìn thật lâu, cô ta gọi một cuộc điện thoại. Tôi nên làm như thế nào? Đầu bên kia điện thoại không có tiếng động gì, rất nhanh đã tắt máy. Một phút sau, Liên Thúy Na nhận được một tin nhắn nặc danh. Nội dung tin nhắn là bốn chữ máu tươi đầm đìa. Giết Liễu Nham. Chương 303, Nguyên Lão Hai Đời. Huỳnh Nhân cũng không biết trong sự bình tĩnh chảy xuôi một sự nguy hiểm, giờ phút này anh đã chạy tới trong nhà. Ba ba. Vừa mở cửa, Tiểu Như đã giang đôi tay chạy tới. Huỳnh Nhân ngồi xổm xuống bế con bé lên, hôn má cô bé một cái, lúc này mới buông bé ra, cười hỏi. Mẹ đâu rồi? Tiểu Như lập tức nhìn về phía trên tầng, cái miệng nhỏ bĩu ra có vẻ không vui, mẹ vừa về đã rất bận, chưa có thời gian chơi với con. Huỳnh Nhân lập tức cười. Vậy ba chơi với con có được không? Được. Mặt mày Tiểu Như lập tức hớn hở lên. Chơi với Tiểu Như một lát, con bé cũng mệt rồi, Huỳnh Nhân thật cẩn thận bế con bé lên tầng. Mở cửa, Liễu Phi Tuyết cũng đúng lúc đứng lên từ ghế. Tiểu Như ngủ rồi. Huỳnh Nhân gật đầu. Mới vừa ngủ. Nghe vậy, biểu cảm trên mặt Liễu Phi Tuyết trở nên áy náy. Công ty hơi bận, không có thời gian chơi với Tiểu Như. Không có việc gì, mọi thứ có anh rồi. Huỳnh Nhân cười lắc đầu, dặn dò nói. Nhưng đừng có một mình cố chống đỡ. Liễu Phi Tuyết nhẹ nhàng gật đầu, trong lòng ấm áp, bỗng nhiên nói. Ngày mai anh đừng lên tầng cao nhất được không? Đi đến Lệ Tinh cùng em. Huỳnh Nhân kinh ngạc. Tại sao? Bởi vì, em muốn cho anh vào Lệ Tinh. Ánh mắt Liễu Phi Tuyết dịu dàng nói. Chờ hạng mục xây dựng thành phố hoàn thành, giá trị của Lệ Tinh đại khái sẽ tăng lên mấy lần, chờ mọi thứ đi vào quỹ đạo, em sẽ tặng Lệ Tinh lại cho anh. Trong lòng Huỳnh Nhân ấm áp, tùy tay đưa công ty chính mình vất vả sáng lập như của hồi môn ra, đây là chuyện lớn đến mức nào. Anh biết rõ, thứ tập đoàn Lệ Tinh tượng trưng cho không phải tiền, mà là đồ vật Liễu Phi Tuyết chân quý nhất. Cô sáng lập công ty này bằng hai bàn tay trắng, không dùng một đồng tiền trong nhà, rời nhà nhiều năm lại không chịu về nhà. Chuyện này sao lại không phải cô đang chứng minh cho người trong nhà, không có bọn họ, mình cũng có thể sống rất tốt. Nhưng ánh mắt Huỳnh Nhân lại thâm trầm, nhẹ giọng nói. Đây không phải lý do em sắp xếp anh vào Lệ Tinh, đúng không? Liễu Phi Tuyết im lặng một lúc lâu, đôi tay bỗng nhiên nắm chặt, rồi lại nhanh chóng buông ra. Lúc lâu sau, cô một lần nữa ngẩng đầu, nhìn Huỳnh Nhân, nói. Anh nói đúng rồi, vì để đối phó những người trong nhà em. Ánh mắt Huỳnh Nhân lạnh lùng, không nói gì, bình tĩnh chờ Liễu Phi Tuyết nói tiếp. Nếu anh muốn cùng em trở về Yên Lăng không có bất kỳ chức vụ nào, chắc chắn bọn họ sẽ nhục nhã anh. Ở công ty của em làm phó tổng sẽ tốt hơn một chút. Nghe Liễu Phi Tuyết nói xong, ánh mắt Huỳnh Nhân nhìn về phía cô càng thêm dịu dàng. Nhưng anh chỉ là cười nhẹ, không từ chối. Anh biết rõ Liễu Phi Tuyết lo lắng, tuy bây giờ có thể nói anh là người có quyền thế lớn nhất Minh Châu. Nhưng trên thực tế không có ai biết được thân phận của anh, càng đừng nói đến những người ở nhà họ Liễu ở thành phố Yên Lăng. Chỉ sợ ở trong mắt bọn họ, mình vẫn là một tên vô dụng công việc cũng không có nhỉ. Anh không để ý thái độ của nhà họ Liễu ở thành phố Yên Lăng, đối với anh mà nói, đối phương chỉ là nhà mẹ đẻ của Liễu Phi Tuyết mà thôi. Nhà họ Liễu ở thành phố Yên Lăng, hy vọng các người không quá bức bách cô ấy, nếu không tôi không ngại làm kẻ ác độc đâu. Trong đôi mắt đen nhánh của Huỳnh Nhân, một ánh sáng lạnh lóe lên rồi biến mất. Hôm sau, mặt trời vừa lên. Sau khi đưa Tiểu Như đi nhà trẻ, Huỳnh Nhân đi theo Liễu Phi Tuyết vào tập đoàn Lệ Tinh. Chẳng qua, hai người đều nhạy bén cảm giác được, hôm nay tập đoàn Lệ Tinh không giống với trước kia. Những công nhân viên chức nhìn đến Liễu Phi Tuyết, vậy nà không chào hỏi, chỉ gật đầu mà thôi. Ánh mắt Huỳnh Nhân hơi trầm xuống, quay đầu lại nhìn Liễu Phi Tuyết một cái, sắc mặt Liễu Phi Tuyết bình tĩnh. Chỉ bước nhanh hơn một chút. Tổng giám đốc Liễu. Đúng lúc này, Lê Nguyệt Thiền vội vã đi tới, trên mặt biểu cảm nghiêm trọng. Xảy ra chuyện gì? Khuôn mặt đẹp của Liễu Phi Tuyết sốt cuộc lộ ra một tia băng giá. Huỳnh Nhân cũng hơi nheo mắt, Liễu Phi Tuyết là người sáng lập của Lệ Tinh, tại sao công nhân viên dưới trướng đột nhiên không tôn trọng cô? Lê Nguyệt Thiền nhìn trái nhìn phải, xác định xung quanh không có tai mắt, lúc này mới hạ giọng, nói với Liễu Phi Tuyết. Phó Tổng Giám Đốc Thành đã trở lại. Lời này vừa nói ra, ánh mắt của Liễu Phi Tuyết lạnh lùng, biểu cảm cũng đi theo trở nên nghiêm trọng. Nhưng Huỳnh Nhân sửng sốt một chút. Phó Tổng Giám Đốc Thành là ai?
Lê Nguyệt Thiền lo lắng nói, tập đoàn chúng tôi có tổng cộng 3 vị phó tổng, ngoài tôi và Tôn Tuyết lúc trước bị sa thải ra, còn có một vị phó tổng, chính là vị phó tổng giám đốc Thành này. Cô ấy đã ở đây từ khi tổng giám đốc Liễu sáng lập công ty, là nguyên lão hai đời, có quyền lực rất lớn, chẳng qua hàng năm khai thác thị trường ở Giang Thành, không ở Minh Châu. Phải không? Nghe xong Lê Nguyệt Thiền giới thiệu, Huỳnh Nhân cũng lưu ý lại. Hơn nữa nghe nói, lúc công ty sáng lập, vị trí tổng tài vốn là của phó tổng giám đốc Thành, đơn giản là tổng giám đốc Liễu càng được lòng mọi người, cho nên mới ép cô ta một đầu. Chuyện này làm phó tổng giám đốc Thành vẫn luôn canh cánh trong lòng, tuy rằng ngoài miệng chưa nói cái gì, nhưng là trong lòng nhất định oán hận tổng giám đốc Liễu, tổng giám đốc Liễu cũng nhìn ra tâm tư của phó tổng giám đốc Thành, vì thế nên phái cô ta đi Giang Thành khai thác nghiệp vụ. Đủ rồi. Lê Nguyệt Thiền còn muốn nói gì nữa, Liễu Phi Tuyết lại là hét lớn một tiếng, lạnh lùng nhìn cô ấy. Lập tức mở cuộc họp cao tầng, có biến động nhân sự. Vâng, tổng giám đốc Liễu. Lê Nguyệt Thiền lập tức im miệng, không dám nói nữa. Huỳnh Nhân đứng ở phía sau Liễu Phi Tuyết, vẻ mặt nghiêm lại. Nếu thật sự như Lê Nguyệt Thiền nói, vậy phó tổng giám đốc Thành này không có ý tốt. Vốn vị trí tổng giám đốc là vật trong bàn tay lại bị Liễu Phi Tuyết đoạt đi, còn bị biến tướng trục xuất tới Giang Thành khiết. Nói cách khác, phó tổng giám đốc Thành này trong lòng oán hận Liễu Phi Tuyết lớn hơn bất cứ người nào khác. Lần này cô ta trở về làm gì? Giúp đỡ? Hay là bức vua thoái vị? Hội nghị cao tầng được tiến hành, tại bàn lớn trong phòng hội nghị, Liễu Phi Tuyết ngồi ở trên cùng, bên cạnh là thư ký Giang Hy Văn, mà hai bên bàn, lãnh đạo lớn nhỏ dựa theo chức vụ cao thấp theo thứ tự ngồi xuống. Liễu Phi Tuyết lạnh lùng nhìn mọi người, thản nhiên mở miệng. Tôi nói đơn giản về nội dung hội nghị lần này một chút, sau khi Tôn Tuyết từ chức, chức vụ của công ty còn thiếu một vị trí phó tổng. Xôn xao. Lời này vừa nói ra, ánh mắt của toàn bộ lãnh đạo phía dưới thay đổi, tất cả mọi người đều hy vọng mình có thể ngồi lên vị trí phó tổng. Nhưng Liễu Phi Tuyết dừng một chút, lại tiếp tục nói. Ở đây tôi tuyên bố, ngài Huỳnh bên cạnh tôi sẽ chính thức tiến vào tập đoàn Lệ Tinh, đảm nhiệm vị trí phó tổng còn trống. Giọng nói của Liễu Phi Tuyết vừa dứt, Huỳnh Nhân bước lên một bước, mỉm cười với mọi người. Tôi tên Huỳnh Nhân. Bên dưới yên tĩnh như chết. Tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm nhìn Huỳnh Nhân, trong lòng nổi lên sóng gió. Huỳnh Nhân là người nào, toàn bộ người của tòa nhà quốc tế đã nghe nhiều nên thuộc, còn không phải là chồng của Tổng Giám Đốc Liễu Phi Tuyết của bọn họ hay sao? Chuyện này là như thế nào? Nước phù sa không chảy ruộng ngoài. Lãnh đạo Lệ Tinh lấy nữ tính làm chủ, lúc này ánh mắt của các cô ấy lạnh thấu xương trừng mắt nhìn Huỳnh Nhân và Liễu Phi Tuyết, lần đầu tiên có cảm xúc cực độ không phục với Liễu Phi Tuyết. Chỉ là ngại trước Liễu Phi Tuyết, không dám nói gì. Tôi phản đối. Đúng lúc này, một âm thanh to lớn vang dội từ ngoài cửa truyền đến. Chỉ thấy một người phụ nữ trưởng thành tóc ngắn mặc trang phục công sở, dẫm lên giày cao gót bước vào, đôi môi đỏ tươi, mắt phượng hơi nheo lại. Khí thế người đứng đầu không thua gì Liễu Phi Tuyết, chứng minh thân phận của cô ta. Nguyên lão hai đời của tập đoàn Lệ Tinh, phó tổng giám đốc Thành, Thành Bội. Liễu Phi Tuyết hơi nhướng mày, đôi mắt đẹp nguy hiểm nheo lại, đánh giá phó tổng giám đốc Thành. Thành Bội ngoài cười nhưng trong không cười cười cười, nếu có ý chỉ nói với Liễu Phi Tuyết. Tổng giám đốc Liễu quên mất tôi rồi sao, ngay cả hội nghị cao tầng quan trọng như vậy cũng không mời tôi. Chương 304, Lệ Tinh loạn. Phó Tổng Giám Đốc Thành, ngài đã tới. Phó Tổng Giám Đốc Thành, chú ý lời nói của cô một chút, cái gì gọi là Tổng Giám Đốc Liễu quên mất cô? Lê Nguyệt Thiền, hóa ra là cô. Tôi nhớ rồi, lúc tôi đi cô chỉ là một thực tập sinh vừa tốt nghiệp đại học đúng không? Bây giờ đã biến thành Phó Tổng rồi. Thành Bội nhẹ nhàng bâng quơ liếc Lê Nguyệt Thiền một cái, cười nhạt. Nhưng tôi khuyên cô nói chuyện khách khí với tôi một chút, công ty này, ngoài Tổng Giám Đốc Liễu ra. Không ai có thể ngang hàng với tôi. Cô, khuôn mặt đẹp của Lê Nguyệt Thiền tràn đầy tức giận, đang muốn lý luận, Liễu Phi Tuyết gọi lại cô ấy. Lê Nguyệt Thiền. Lê Nguyệt Thiền quay đầu lại, cơn giận còn sót lại chưa tiêu. Tổng Giám Đốc Liễu, cô ta không coi ngài ra gì. Quay về. Giọng điệu Liễu Phi Tuyết lạnh nhạt, lại mang theo uy nghiêm không thể từ chối. Lê Nguyệt Thiền phẫn nộ, nhưng không qua nữa, đứng bên cạnh Liễu Phi Tuyết. Chỉ thấy Liễu Phi Tuyết đứng lên từ vị trí tổng giám đốc, từ trên cao nhìn xuống Thành Bội. Coi không báo một tiếng trở về, không ai biết, đương nhiên sẽ không báo cho cô. Thành Bội hài hước cười.
Nói như vậy là do tôi sai. Chẳng lẽ không phải? Đôi mắt Liễu Phi Tuyết băng giá, nhìn chằm chằm Thành Bội, giọng nói rét lạnh. Vậy được rồi. Thành Bội không thèm để ý cười, nhìn chằm chằm Liễu Phi Tuyết nói. Nhưng nếu tôi đã tới, vậy hội nghị cao tầng này có chỗ cho tôi nói chuyện chứ? Đương nhiên, Liễu Phi Tuyết có chán ghét Thành Bội cũng không thể bỏ qua chức phó tổng của cô ta. Thành Bội đi đến chỗ bàn tròn, lập tức có một vị lãnh đạo chủ động nhường vị trí. Phó tổng giám đốc Thành, ngài ngồi vị trí của tôi đi. Cảm ơn. Thành Bội cũng không từ chối, cười cảm ơn. Cách nói năng yêu nhã, thành thục, so với Liễu Phi Tuyết lạnh như băng, bất cận nhân tình, Thành Bội càng dễ tiếp xúc hơn một chút. Thành Bội yêu nhã ngồi xuống, ánh mắt đặt ở trên người Huỳnh Nhân, liếc mắt nhìn một cái, giọng điệu bình thản. Người này, tôi là người thứ nhất không đồng ý. Tôi cũng không đồng ý. Phó Tổng Giám Đốc Thành nói đúng, anh ta không có năng lực đảm nhiệm vị trí Phó Tổng. Tổng Giám Đốc Liễu, chúng tôi biết anh ta là chồng của cô, nhưng cô làm như vậy cũng quá khó coi rồi. Ngoặc kép, trước mặt mọi người bị bác bỏ, Huỳnh Nhân không tức giận chút nào, anh vốn là một tay ngang, còn mang danh chồng của Liễu Phi Tuyết. Người nào cũng sẽ cảm thấy Liễu Phi Tuyết nước phù sa không chảy ruộng ngoài, bị cưỡng chế. Đôi tay Liễu Phi Tuyết chống ở trên bàn hội nghị, lạnh giọng hỏi. Cho tôi lý do phản đối. Thành Bội bị những lời này chọc cười. Chuyện này còn cần lý do à? Tổng Giám Đốc Liễu, dù sao cô ngồi trên vị trí Tổng Giám Đốc lâu như vậy rồi, chẳng lẽ hai chữ tị hiềm có ý nghĩa gì cũng không hiểu à? Lời này làm ánh mắt Liễu Phi Tuyết lạnh lùng. Huỳnh Nhân cũng nghe ý tứ trong lời nói của Thành Bội, vẻ mặt đông lạnh. Tổng Giám Đốc Liễu, cô thích tìm tên ăn bám không bản lĩnh, đây là việc riêng của cô, tôi không quan tâm, nhưng cô đưa người đó đến công ty một cách công khai, còn để anh ta làm phó tổng, có hơi không thích hợp đấy. Thành Bội bắt chéo chân, nhìn lãnh đạo bốn phía. Các vị ngồi đây đều là nòng cốt của Lệ Tinh, cho dù không có công lao cũng có khổ lao, vị trí phó tổng dù thế nào cũng không đến lượt vị ăn bám kia của nhà cô. Cô làm như vậy không khiến mọi người thất vọng à? Lời này có thể nói cực kỳ đâm tâm, Thành Bội rất thông minh, cũng không lấy lực lượng của mình đối nghịch với Liễu Phi Tuyết, mà là nhắc đến toàn bộ cao tầng, kích động cảm xúc bất mãn của bọn họ, lấy chuyện này đối địch với Liễu Phi Tuyết. Lập tức, toàn bộ lãnh đạo cao tầng đều tức giận, chỉ mũi dao về phía Liễu Phi Tuyết. Tổng Giám Đốc Liễu, chuyện này chắc chắn phải giải thích rõ ràng. Đúng vậy, chúng tôi không làm nữa. Anh ta đúng là chồng của cô, nhưng để anh ta làm phó tổng, chúng tôi không đồng ý. Hơn nữa, chuyên gia còn sẽ làm thanh danh Lệ Tinh chúng ta bị hỏng. Ngoặc kép, âm thanh phản kháng càng ngày càng tăng, Liễu Phi Tuyết lại im lặng. Huỳnh Nhân cũng không nói lời nào, ánh mắt bình tĩnh nhìn tất cả, không phải anh không muốn nói, mà là không thể nói. Đúng như Thành Bội nói vậy, bây giờ anh còn không phải người của Lệ Tinh. Ở trong phòng hội nghị này chỉ có một chúa tể, đó chính là Liễu Phi Tuyết. Thấy Liễu Phi Tuyết không nói lời nào, Thành Bội còn tưởng rằng cô sợ, không khỏi nhếch miệng, nở một nụ cười lạnh không dễ phát hiện. Tổng Giám Đốc Liễu, tôi khuyên cô vẫn nên lý trí một chút, tôi hiểu cô gấp gáp tìm công việc cho thằng chồng vô dụng của mình, nhưng cô cũng không thể trực tiếp lấy vị trí phó tổng chứ. Cằm của Thành Bội khẽ nâng, ngón tay chỉ vào Huỳnh Nhân vẫn luôn im lặng từ đầu, đột nhiên giọng nói đề cao lên quãng tám. Cô nói cho tôi biết vì sao anh ta xứng làm phó tổng ở đây. Liễu Phi Tuyết vẫn im lặng, trong mắt Huỳnh Nhân ngồi ở phía sau càng tăng thêm sắc lạnh. Im lặng thật lâu, Liễu Phi Tuyết bỗng nhiên ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn quanh tất cả mọi người một cái. Ánh mắt sắc bén, hơi thở nhiếp người, lập tức, toàn bộ nhóm lãnh đạo đang sao động không có khí thế nữa, ánh mắt bất an. Vốn Thành Bội đang tin tưởng cũng ngồi thẳng lên, vẻ mặt nghiêm trọng nhìn chằm chằm Liễu Phi Tuyết. Trong lòng cũng có một chút lo lắng. Chỉ thấy ánh mắt Liễu Phi Tuyết quét qua mỗi một vị lãnh đạo kháng nghị, rồi sau đó đôi môi đỏ khẽ mở, lạnh nhạt nói. Không cho giải thích, mọi người không làm nữa phải không? Trong lòng mọi người kinh ngạc, chỉ cảm thấy da đầu tê dại, nhưng vẫn là cắn răng nói. Đúng vậy, chuyện này không công bằng với chúng tôi muốn lấy lại quyền lợi. Quyền lợi? Liễu Phi Tuyết cười lạnh. Người không có cống hiến cho công ty. Nói gì đến quyền lợi? Mọi người lập tức ngây dại, sắc mặt Thành Bội cũng trầm, không nghĩ tới Liễu Phi Tuyết dám ở hội nghị cao tầng nói ra loại lời như vậy, không sợ mất lòng nhân viên sao? Nhưng mà, câu nói tiếp theo mới thật sự khiến tất cả mọi người da đầu tê dại. Nếu mọi người không muốn làm nữa, vậy chạy lấy người đi,
trước giữa trưa, mọi người chuẩn bị xong đơn từ chức, giao vào tay tôi. Đoàng. Lời này vừa nói ra, giống như sét đánh giữa trời quang, tất cả mọi người dại ra, bao gồm cả hai vị phó tổng Lê Nguyệt Thiền và Thành Bội. Hai người nghi ngờ mình nghe nhầm, Liễu Phi Tuyết muốn sa thải mọi người. Lê Nguyệt Thiền nôn nóng, vội vàng khuyên can. Tổng giám đốc Liễu, cô đang nói cái gì, sa thải nhiều người như vậy, công ty không chỉ sẽ làm mọi người thất vọng mà còn khiến toàn bộ hạng mục đang tiến hành bị đình chỉ. Nhưng vẻ mặt Liễu Phi Tuyết vẫn lạnh lẽo. Không sao cả, chỉ cần đoàn đội trung tâm không đổi, biến động nhân viên bao lớn tôi đều có thể chấp nhận. Thật ra, cho dù lần này không ra tay, ngày sau tôi cũng sẽ ra tay rửa sạch những con sâu mọt tiền lương không xứng với năng lực. Lãnh đạo phản đối Liễu Phi Tuyết mặt xám như cho tàn, dại ra. Những người này lấy từ chức để bức bách, vốn không muốn thật sự từ chức, mà muốn lấy được càng nhiều quyền lợi từ trong tay Liễu Phi Tuyết mà thôi. Thành Bội cũng không nói nên lời, ngón tay run nhẹ nhẹ. Vốn mục đích của cô ta chỉ là muốn ra oai phủ đầu Liễu Phi Tuyết, không ngờ tới chính cô lại nóng nảy như vậy, vì thằng chồng vô dụng của mình mà sa thải nhiều người như thế, thật là thu hoạch ngoài ý muốn. Sắc mặt cô ta đột nhiên trở nên hưng phấn. Liễu Phi Tuyết, đây chính là cô nói, đừng có hối hận. Liễu Phi Tuyết lạnh lùng. Cô nói, anh ấy có chỗ nào xứng làm phó tổng có đúng hay không? Thành Bội có chút sợ hãi ánh mắt Liễu Phi Tuyết, nhưng nhìn Huỳnh Nhân vẫn đang bình tĩnh, CEO cũng quyết định chắc chắn, cắn răng nói. Chẳng lẽ tôi nói sai à? Thứ nhất, anh ấy không phải người của tập đoàn Lệ Tinh, không hiểu biết về nghiệp vụ công ty. Thứ hai, anh ấy đã cống hiến gì cho Lệ Tinh à? Thứ ba, có phải cô cảm thấy cô là giám đốc thì có thể muốn làm gì thì làm? Liên tục ba câu chất vấn, Thành Bội cũng từ từ đứng lên, đối chọi gay gắt với Liễu Phi Tuyết. Được, tôi sẽ nói cho các vị biết, tại sao tôi để Huỳnh Nhân làm phó tổng. Không phải bởi vì anh ấy là chồng của tôi, mà bởi vì, tập đoàn Lệ Tinh có hôm nay, toàn bộ đều dựa vào anh ấy. Giọng của Liễu Phi Tuyết tăng lên, chỉ vào Huỳnh Nhân nói. Không nói chuyện khác, chỉ riêng 800 triệu tài trợ, chính là do anh ấy kéo tới. Mấy người đang ngồi đây ai có năng lực này? Chất vấn mạnh mẽ khiến tất cả mọi người ở đây choáng váng. Chương 305, giải trí nhân phát. Ở cái thời đại lạc hậu sẽ phải bị đánh này, mỗi người đều liều mạng bò lên trên. Tổ trưởng bộ môn muốn làm lãnh đạo bộ môn liều mạng muốn vào nhóm cổ đông, các cổ đông nghĩ mọi cách muốn trở thành phó tổng tập đoàn, mà nhóm phó tổng chịu được muốn kéo tổng giám đốc xuống ngựa. Phó tổng đời trước Tôn Tuyết ảm đạm từ chức. Chống một cái vị trí phó tổng, tất cả mọi người đều muốn đi lên ngồi. Nhưng ai cũng chưa nghĩ đến, Huỳnh Nhân cống hiến cho tập đoàn Lệ Tinh lớn như vậy. Tất cả mọi người trợn mắt há mồm, sững sờ tại chỗ, giống như ban ngày nhìn thấy quỷ vậy, không thể tin được nhìn Huỳnh Nhân. Sắc mặt của Thành Bội cũng lúc đỏ lúc trắng, không thể tin lời Liễu Phi Tuyết nói. 800 triệu do là Huỳnh Nhân kéo tới. Trong lòng mọi người đều có câu hỏi này. Lúc ấy chủ tịch của 10 tập đoàn lớn ở Minh Châu đích thân tới nơi, tất cả mọi người đều nghĩ là do mặt mũi của Liễu Phi Tuyết. Không thể nào. Lúc này, một lãnh đạo trung tầng lấy lại tinh thần, thanh âm run rẩy la lên một tiếng. Đó không phải do Tổng Giám Đốc Liễu kéo tới sao? Liễu Phi Tuyết cười lạnh một tiếng. Mặt mũi của tôi không lớn như vậy. Thành Bội chau mày, không nói nữa. Đúng là chỉ dựa vào lực lượng của một mình Liễu Phi Tuyết. Chắc chắn không thể kéo tới nhiều tài trợ như vậy. Dù sao tập đoàn Lệ Tinh có phát triển tốt hơn nữa cũng chưa đưa ra thị trường, không thể so sánh với 10 xí nghiệp lớn đã lên sàn này. Chẳng lẽ, thật sự do anh ta kéo tới? Thành Bội nhăn chặt mày, sắc mặt âm trầm nhìn Huỳnh Nhân và Liễu Phi Tuyết. Lúc này, một suy đoán hiện lên ở trong đầu cô ta. Khi bị phái đến Giang Thành mở rộng nghiệp vụ, một cơ hội ngẫu nhiên cho cô ta biết được gia thế của Liễu Phi Tuyết. Tuy rằng hiểu biết không nhiều, nhưng cũng rõ ràng Liễu Phi Tuyết đến từ một cái gia tộc thần bí lớn mạnh, đây có thể là tác phẩm của gia tộc sau lưng cô không? Càng nghĩ càng có khả năng. Khóe miệng Thành Bội nhếch lên một nụ cười sâu xa, bởi vì cô ta biết được, quan hệ của Liễu Phi Tuyết và gia tộc của cô thật ra không tốt, nói không chừng có thể mượn Liễu Phi Tuyết mà leo lên. Nghĩ đến đây, trong mắt Thành Bội lóe lên ánh nhìn nóng bỏng, nhẹ nhàng vỗ tay. Dưới khí thế mạnh mẽ của Liễu Phi Tuyết, tất cả mọi người im như ve sầu mùa đông, chỉ có một mình Thành Bội nhẹ nhàng vỗ tay, Liễu Phi Tuyết lạnh lùng nhìn qua. Cô làm gì vậy? Khen cô. Thành Bội nói một cách đương nhiên.
Tổng giám đốc của chúng ta yêu quý chồng của mình như vậy, cũng có thể xem như một câu chuyện để mọi người ca tụng. Lời nói mang theo gai, ánh mắt Liễu Phi Tuyết trầm xuống. Tôi đã nói ra sự thật về sự phát triển của công ty, cô còn cảm thấy tôi tạo thế cho anh ấy. Chẳng lẽ không phải? Thành Bội từ từ đứng lên, dẫm lên giày cao gót, thong dong đi đến bên người Liễu Phi Tuyết, dùng giọng chỉ có hai người nghe nó. Người khác không biết tiền này đến như thế nào, tôi biết, là cô ỷ vào gia tộc của mình, cơ hội hoành hành ngang ngược còn có mấy lần đây. Lời này vừa nói ra, đôi mắt Liễu Phi Tuyết hơi nheo lại, trên mặt Huỳnh Nhân cũng hiện một nét sắc lạnh. Anh cũng nghe thấy lời nói của Thành Bội, ở trong mắt Thành Bội, đây đều là do Liễu Phi Tuyết mượn dùng uy danh nhà họ Liễu ở Yên Lăng đổi lấy. Cho nên, đây đều không tính. Thành Bội nhẹ lay động ngón tay, cười nói. Muốn cho chồng của cô làm phó tổng cũng không phải không thể, chỉ cần lấy ra lý do làm chúng tôi tin phục, lý do tài trợ này là đủ rồi, nhưng đây thật sự do chính anh ta kéo tới sao? Liễu Phi Tuyết quay mặt đi, giận đến bật cười. Nếu đây là do cô bịa đặt, bị chọc thủng cũng không thể nói gì, chỉ là tất cả đây đều là sự thật. Cô nói thật lại không ai tin, thế giới này bị làm sao vậy? Vậy cô muốn thế nào? Cô nhìn về phía Thành Bội, lạnh giọng hỏi. Rất đơn giản, để chúng tôi nhìn thấy năng lực thật sự của chồng cô, hoặc là có chỗ khiến cho chúng tôi phải sáng mắt, hoặc là tài nguyên đáng giá như chúng tôi, ngược lại, cô sẽ phải trả giá đắt vì hành vi ích kỷ. Thành Bội nheo mắt, trong đó lóe lên ánh sáng tàn nhẫn. Tuy cô là tổng giám đốc, nhưng công ty cũng không đến mức thiếu cô thì không được, lần đề cử tổng giám đốc tiếp theo, cô phải từ chức. Luận lý lịch, tôi càng thích hợp hơn cô. Liễu Phi Tuyết cũng lạnh lùng nhìn cô ta, giờ phút này, Thành Bội đã bộc lộ ra dã tâm thật sự của mình. Tổng giám đốc Liễu, Lê Nguyệt Thiền đứng ở một bên, trong mắt lo lắng. Tập đoàn Lệ Tinh là do Liễu Phi Tuyết một tay sáng lập, cô ấy không thể tưởng tượng nổi, tập đoàn khi không có Liễu Phi Tuyết sẽ như thế nào. Được. Không chờ Liễu Phi Tuyết nói chuyện, giọng nói của một người đàn ông truyền đến, đồng ý. Lập tức, tất cả mọi người đều nhìn về phía Huỳnh Nhân ngồi một góc, từ đầu đến cuối chưa nói qua một câu. Thành Bội sửng sốt một chút, không nghĩ tới người đồng ý với cô ta lại là Huỳnh Nhân. Những lãnh đạo khác cũng nhìn Huỳnh Nhân như thằng ngốc, thật không biết anh ta lấy đâu ra tự tin nữa. Vợ của mình đang bị ép hỏi, anh ta không hỗ trợ thì thôi, vậy mà còn gây thêm phiền. Làm tăng tốc độ Liễu Phi Tuyết từ chức. Được lắm, có dũng khí. Thành Bội cười ha hả nhìn Huỳnh Nhân, trong mắt xẹt qua vẻ âm ngoan vì kế hoạch được thực hiện, sau đó trào phúng nhìn về phía Liễu Phi Tuyết. Xem ra, chồng của cô còn, quả quyết, hơn cả cô đấy, cô làm như thế nào? Vốn tưởng rằng bị Huỳnh Nhân, hố, nhất định sẽ khiến Liễu Phi Tuyết nổi trận lôi đình, không nghĩ tới trên mặt Liễu Phi Tuyết không có bất kỳ vẻ giận dữ gì, ngược lại còn cười một cách kỳ lạ. Tôi cũng không có ý kiến. Thành Bội xứng người, rồi sau đó nụ cười lạnh trên mặt càng sâu. Được, trình lý lịch của anh lên đây, để tôi nhìn xem là năng lực xuất chúng, hay là nhân mạch rộng lớn. Huỳnh Nhân lại là lắc đầu. Tôi không có sơ lược lý lịch, tôi cũng không học đại học gì, nhưng tôi có thể gọi vài người đến đây, mọi người nhìn xem có đủ hay không. Có thể, tùy anh gọi. Thành Bội ngồi trở lại vị trí, vắt chéo chân, trong mắt đầy châm chọc. Trong mắt cô ta, năng lực và nhân mạch, Huỳnh Nhân không có cái nào. Càng làm cho người ta buồn cười hơn là, Huỳnh Nhân thật đúng lấy di động ra, gọi mấy cuộc điện thoại. Những người ở đây suýt chút nữa cười ra tiếng, một tên ở rể không có cái gì cả, thứ lớn nhất dựa vào chính là Liễu Phi Tuyết, có thể gọi đến người như thế nào. Nhưng không đến 5 phút, điện thoại Giang Hy Văn vang lên. Nghe nội dung trong đó, vẻ mặt Giang Hy Văn lập tức trở nên nghiêm túc. Được. Tôi hiểu rồi. Thành Bội hỏi. Thư ký Giang, ai gọi điện thoại vậy? Bên Lễ Tân gọi, là tiểu thư Huỳnh của công ty giải trí Nhân Phát tới cửa mong được hợp tác. Công ty giải trí Nhân Phát. Tất cả lãnh đạo ở đây quay sang nhìn nhau, liếc mắt một cái, rồi sau đó đều lắc đầu. Chưa từng nghe qua. Thành Bội cũng cười, lắc đầu. Tôi cũng chưa nghe nói qua công ty giải trí Nhân Phát này, nói vậy cũng là mấy công ty nhỏ. Tập đoàn Lệ Tinh chúng ta dù sao cũng là xí nghiệp thượng lưu ở Minh Châu, không phải công ty nhỏ nào cũng có thể hợp tác. Giang Hy Văn lạnh nhạt, bỗng nhiên mở miệng. Tiền thân của công ty giải trí Nhân Phát là công ty giải trí Huy Hoàng dưới trường nhà họ Hào. Lời này vừa nói ra, sắc mặt Thành Bội đột nhiên thay đổi, ngay cả đôi chân đang bắt chéo cũng thả xuống dưới. Cái gì?
Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết chương 305.